Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa để giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV hòa nhập cộng đồng và học các kỹ năng tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. Bằng những trò chơi thiết thực, những trẻ em không may bị ảnh hưởng bởi HIV đã được hòa nhập với cộng đồng, được cộng đồng sẻ chia và thấu hiểu hơn về những thiệt thòi của các em. Và thực tế, để trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV được hòa nhập với cộng đồng như thế này là điều không hề dễ dàng trước những kỳ thị của xã hội với căn bệnh này. Không ai biết vì không muốn nói ra. Ví dụ như trưởng xóm đấy, người ta cũng biết nhưng mà mình cũng nói mới là không hở ra vì là ngại mới đến các con học hành, bạn bè mới đến trường. Khi mà trước kia mà chưa có cái công tác mà tuyên truyền sâu rộng các cấp, các ngành, các đoàn thể tham gia thì đối với các gia đình mà có con em học cùng chung với các cháu mà bị nhiễm HIV thì thường là cứ suy nghĩ rằng là đến trường học thì chắc chắn là con mình học chung với con của những chị em đó thì sẽ bị lây nhiễm. Theo thống kê, hiện nay tại Hà Nội có khoảng gần 5.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Và có khoảng 500 trẻ bị nhiễm HIV. Giúp nhóm trẻ này hiểu về những kỹ năng sống, giúp các em hòa nhập cộng đồng là điều hết sức quan trọng, cần phải có sự tuyên truyền sâu rộng và sự chung tay của toàn xã hội. Đối với cái nhóm trẻ em là nhiễm HIV và sống chung với HIV, các em là nhóm yếu thế, vì vậy nên là việc giúp các em hòa đồng hơn, giúp các em tự tin hơn, các em có thể nói lên tiếng nói của mình trước đám đông là điều rất khó, vì vậy nên là những hoạt động của nhóm em thì nhắm đến những kỹ năng sống nhiều hơn để giúp các em có thể tự tin hơn về bản thân của mình. Là các cái ban ngành, đặc biệt là hai ngành tức là Sở Y tế và Sở Giáo dục cũng đã có cái tuyên truyền, cũng có cái phổ biến và cũng đã có những cái nhiều buổi là có cái đối thoại trực tiếp với là ban phụ huynh học sinh để ban phụ huynh học sinh cũng giải thích cho là phụ huynh học sinh mà có ý kiến đó thì dần dần cũng hiểu và cũng thông cảm. Và chính vì vậy cho nên là trong 3 năm gần đây thì cái việc mà kiến nghị, cái việc mà là đề nghị để coi như các cái cháu nhiễm HIV hoặc các cái cháu mà bị ảnh hưởng HIV học riêng thì cũng đã giảm thiểu là rất rất nhiều. Được đến trường và hòa nhập với cộng đồng là quyền lợi chính đáng của trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV. Bởi các em không có lỗi mà chỉ là nạn nhân phải gánh chịu hậu quả. Để giúp các em xóa bỏ mặc cảm, tự tin trong cuộc sống, hiện nay cần sự quan tâm sâu sắc, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, không chỉ của phụ huynh, của ngành giáo dục hay y tế, mà cần sự chung tay của toàn xã hội.